mà cái hiện tại là cái thời mà kiểu mà kỹ thuật gọi là technology đó thì rất là rộng rãi và phổ biến. Thành ra nếu mà được như vậy đó, thì mọi người sẽ được lợi ích rất là nhiều. Đúng. Bởi vì mình xây dựng được cái nền đạo đức là lợi ích rất lớn. Khi bây giờ con nói lời nói đó ra, con thấy có người phiền không bao giờ con dừng ai liền. Con làm một cái hành động mà nó chạm đến cái tự ái của mình thì ngay đó mình dừng ai liền, không để cho cái tự ái của mình vì cái hành động đó mà nó sắp chiếm làm cho mình phiền não. Thành ra mình làm điều phải có chữ tư duy mà trong bát chánh đạo của Đức Phật là chánh kiến, chánh tư duy, tức là phải suy nghĩ chân chánh rồi mình mới làm. Mình phải thấy đúng đắn rồi mình mới làm, chứ còn thấy chưa được cái gì hết thì hoàn đã suy nghĩ cho đàng hoàng rồi thầy sẽ dạy cái lớp chánh kiến, chánh tư duy. Hai cái lớp này nó sẽ ra đời thì mình còn thấy đạo Phật sao tuyệt vời. Đạo Phật là đạo có người thật sự. Cho đến khi mà thiền định, mấy con cứ nghĩ là thiền định là người ta sẽ cố gắng, người ta ngồi, người ta cứ vui nhiếp cái tâm, người ta ý thức, người ta không có cho nghĩ ngợi gì. Không có phải. Trời đất ơi, người ta hiểu Phật giáo một kiểu đó thì chắc chắn là Phật giáo chết mất. Phật giáo nó triển khai cái tri kiến của nó hiểu rộng rãi bao la. Ngồi đây ngày hôm nay, nó biết ngày mai xảy ra chuyện gì. Cái trí tuệ của nó vậy mà. Thành ra hoàn toàn nó ở trong cái thiện pháp, không bao giờ ở trong đó. Ngày mai này nè, nó biết đi ra chỗ đó đó, bị xe đụng gãy chân, nó có đi ra đó gãy chân, không hiểu. Thành ra có những cái trí tuệ nó hiểu biết, nó không còn không gian và thời gian nữa. Thì chỉ còn có cái tâm bất động thì nó sẽ tới chứ có gì đâu. Còn cái tâm mà các con cứ tối ngày động cái chuyện này tới động chuyện khác thì không bao giờ được con còn. Mà nói tâm bất động thì nghe nói dễ, chứ mà giữ được bất động thì khó. Tu hết sức tu rồi con. Cho nên thầy nói có phước, mình đất nước của mình có phước. Mặc dù là Đức Phật là người Ấn Độ, trong khi đó là đất nước mình lại am tường về Đức Phật, lại có thành là người thừa kế trên cái đường lối của Đức Phật tu để làm chủ được bốn chỗ sanh già bệnh chết, là may mắn vô cùng. Có chỗ nào muốn làm chủ cái chết của mình, muốn chết hồi nào mình chết. Các con nghe nói các con không ngờ được, như bây giờ thầy nằm xuống thầy bảo chết nha, không có thở nữa, lần lượt nó thở nhẹ nhàng rồi cái nó không thở. Chứ thật sự đó là cái lệnh của ý thức lực mà ra lực ra lệnh, nên nó làm chủ được chứ không phải là nó không làm chủ được. Cho nên nó làm chủ sanh hàng ngày, chuyện gì ác không bao giờ làm nhau động tâm nó, chuyện gì mà cám dỗ làm cho nó ham mê nó không bao giờ nó ham mê mấy con. Thành ra do đó nó làm chủ được cái đời sống, nó làm chủ được sanh, làm chủ sanh già mình thế mà. Còn già mấy con nó nãy bệnh tụm mực, tám mấy tuổi rồi, chục tuổi nay 86 rồi mà thầy đâu có lụm khổm, đâu có chứng tại, đâu có sợ té, đi vẫn như thường. Nói chung là thầy còn đang minh mạng sáng suốt chứ chưa phải là lẫn lộn quên trước quên sau. Cho nên ngồi viết sách còn được. Thầy nói may mắn cho dân tộc mình còn viết sách được rất đầy. Nên cái bộ sách đạo đức của thầy dạy từ trẻ em nhỏ với cái người lớn, học thì dạy từng hành động của họ. Cái hành động này không phải đạo đức, hành động này sẽ làm khổ mình, khổ người như thế nào thế nào. Rồi tới cái hành động khác, hàng ngày biết bao nhiêu hành động sống của mình con. Mà trong hành động đó, thân khẩu ý của mình có gì đó. Cái ý mình khởi nghĩ ngay đó cái hành động của ý, mà miệng mình nói ra thì thật cái hành động của miệng. Thân mình cục cựa mình bước đi, mình bước đi như thế nào,
mà nó vững vàng, nó không thể, thì đó là mình đã chủ động trước hết rồi thì mình làm sao có sự kiện xảy ra. Còn đi gì mà lật đật dối gian chạy uống mấy cái đó mới té mới dấp. Nhưng mà nói cho thầy như vậy thì con những cái chỗ là ví dụ mình tâm bất động, thường thường mình không có nghĩ, không có làm những cái gì mà làm đúng như cái, như là con hiểu là bất cứ tâm thiện hay ác gì mà ý nghĩ hay là một cái tâm một cái hướng nào đó thì điều đó là cũng là cái một cái điểm khởi hết. Nói tâm bất động chứ thật sự ra tâm động rồi. Thì đúng con. Bởi vì cái trí tuệ của mình mà cái động của nó là cái động đúng. Còn cái động sai đó, nó làm cho khổ mình, khổ người. Cho nên cái động sai dẹp mà cái động đúng thì mình phải dựa phát triển. Cho nên cái người tu phải ngồi đó ức chế cái ý thức của mình, mà phát triển cái ý thức của mình hiểu rộng rãi. Thành ra càng tu con người càng trí tuệ, càng sáng suốt. Yeah. Nhưng nó muốn tu á, thì nó lòng cho trong mình, cho mình một cái khung, một cái khung mình sống một mình, để từ đó nó những cái tâm niệm của mình nhớ nghĩ thương ghét một mình nó hay hiện, cái niệm nó hay hiện ra lắm, tình đó nó mới chặn đứng từng niệm, chặn bằng cái trí tuệ của mình, bằng cái đúng của sự suy nghĩ của mình, là cuối cùng mình giải thoát. Bị cái những cái chuyện lặt vặt, những cái sự việc xung quanh mình từ nhỏ chí lớn nó chồng chất trong đầu của mình, bây giờ nó hiện ra nó không làm cho mình bận tâm đến nó. Một cái nữa thầy nói cho rõ cái vấn đề mà sách Tây Tạng cũng có nói là vấn đề ánh sáng và âm thanh, khi mà mình tự nghe được, nếu một cái người họ có khả năng họ nghe được những cái âm thanh và ánh sáng ở trong con người của mình được chứ con, thì bởi vì cái đó là cái lẽ tự nhiên rồi, lẽ tự nhiên của con người tu hành. Dạ. Họ bởi vì thầy nói chuyện ngày mai mà bữa nay họ ngồi đây mà họ biết, thành ra giới mỗi con người tâm niệm biết sao biết rồi. Nhưng mà nhất định mấy con hỏi thầy cũng làm thầy bói. Yeah. Không nói ai hết, ai sao thì đó là nhân quả của đó mình. Là chuyện. Không nói là. Yeah. Chứ bây giờ mà đi làm thầy bói á, ăn tiền lắm. Yeah. Cái gì nói đúng còn yeah. Thì có cái mà những người mà họ tu như vậy, họ thấy những ánh sáng về chỉ, nhưng mà đó là chỉ một giai đoạn trên con đường đi thôi, hay là nó giai đoạn thôi, chứ nó chưa phải là cái cứu cánh, chưa phải cái thứ thành túc nè, bốn cái lực như thần mà nó chỉ một giai đoạn, hai giai đoạn chứ chưa đủ bốn thái đâu. Định như ý túc mà khi nào mà định như ý túc thì nó ngồi đây mà tâm nó bất động hoàn toàn, thì lúc bây giờ đó nó đã đủ rồi, quyết định như ý tưởng là cái sau cùng của bốn cái thần túc. Cho nên vì vậy mà nó không biết cái gì, nó không biết. Mà cái biết đó là tự mình biết được. Hãy khi mình muốn thì ở trong người của mình biết. Chứ không cần ai nói, ai nhắc. Nó sáng ngay cái chuyện, ví dụ như không biết cố của mình là ai, hồi đó chết mình không biết. Thì nói rồi thì mình thấy hai trong tâm của mình thấy điều gương mặt như thế này thế nọ kia, mình thấy rõ ở trong tâm của mình. Bởi vậy thầy nói không có uống tu. Tu này mình chứ tu cũng cực lắm mấy con. Dạ dạ. Mấy con lên Hồng Sơn mấy con thấy cái chỗ mà thầy ở tu, trời đất ơi, lên đó thầy cũng sợ lắm. Thầy ở trên đỉnh Hồ Sơn xung quanh là biển không à, không mà lên đỉnh ăn lá cây mà sống đó, chứ không có cơm gạo ai mang tới cho mình. Hôm đó thầy có dẫn một số người đến nó thăm lại cái Hồ Sơn đó, mới thấy ghê thôi. Chỉ có một thầy mới dám lên cái Bạch Nga ở đó, tức là
lúc nào mây trắng đó nó cũng bay ngang thầy, thầy ngồi ở đây vậy nó bay ngang ngang thầy, gọi là bạch chân am. À, bạch chân am đúng rồi, bạch chân am. Mà thầy nói chắc chỉ có trên đời này chỉ có thầy dám làm liều chứ chắc không ai dám. Dạ, con khó có người mà liều.